Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã đến thăm chúc mừng các thầy cô giáo, một số nhà trường trên địa bàn thành phố. Tại các nhà trường, lãnh đạo thành phố đã bày tỏ vui mừng với những kết quả đạt được của các nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, tỷ lệ học sinh giỏi không ngừng tăng cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực sáng tạo áp dụng những sáng kiến vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các đơn vị nhà trường. Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các đơn vị nhà trường đã phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, bông hoa điểm 10 tặng cô, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi làm đồ dùng học tập và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong giáo viên và học sinh nhà trường. Lãnh đạo thành phố cũng chia sẻ đối với những khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên, song tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên các nhà trường luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần khẳng định vị trí trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Đồng thời đề nghị các nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong dạy và học, triển khai có hiệu quả chương trình đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện và coi trọng việc rèn luyện các kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.